Ok, we are live. Hello everyone. Hai hai hai. Xin chào mọi người trên page của Như. Hôm nay Như muốn giới thiệu với mọi người Hiền đến từ Canada. Hiền hiện tại là nail technician, right? Yeah. Yeah, Hiền hiện tại là nail technician và also là cũng là business partner với Như trong cái community này. Thì hôm nay mời Hiền đến với page của Như để giao lưu với tất cả mọi người trên page của Như. Hello Hiền. À, xin chào Như, xin chào mọi người. Mình là Hiền, mình đến từ Canada. Hiện sang Canada hơn 7 năm rồi. Ok, vậy Hiền có thể giới thiệu một ít background của Hiền trước khi mà Hiền tham gia cái business này không? Hiền sang Canada hơn 7 năm, và trong cái 7 năm này Hiền làm rất là nhiều việc. Nói chung là Hiền luôn luôn lúc nào cũng nói có với cơ hội, không bao giờ nói không với cơ hội. Khi mà có cơ hội nào mà có thể kiếm được tiền là Hiền đều cố gắng để tìm hiểu và làm. Thì Hiền làm nail, Hiền làm ở nhà hàng, Hiền làm giao hàng, giao thức ăn đó. Rồi Hiền giữ em bé, Hiền nấu ăn, Hiền bán ở nhà, đủ thứ chuyện để làm hết. Thì trước khi mà Hiền làm cái business này đó là Hiền có hai job. Hiền làm nail buổi sáng và Hiền làm phục vụ ở nhà hàng tàu buổi tối. Và lúc đầu thì Hiền rất là thích nha, tại vì Hiền thích giao tiếp với khách hàng và có tiền thiếu, có tiền nhiều đúng không, có thể chăm sóc được cho, lo lắng được cho cha mẹ nên Hiền rất là thích. Nhưng mà làm một thời gian thì mình thấy mình không có thời gian, quá cạn kiệt thời gian. Muốn đi chơi, muốn dắt con đi chơi, hay là nhiều khi con bị sốt hay con bệnh gì đó ở trường á thì cô giáo gọi về kêu đón con, mà khách hàng thì đặt hẹn dài nguyên một ngày, mà khách hàng đặt hẹn nhiều là nhiều luôn mà không có ai làm thế được, nên là Hiền phải gọi chồng kêu chồng đón con giùm. Và nhiều lúc Hiền lại suy nghĩ là mình phải làm cái gì đó khác đi, chứ mình không thể mà làm như vậy hoài được, tại vì Hiền đi từ sáng đến chiều tối, về ngày nào cũng là 9-10 giờ đêm hết, nên về là con ngủ mất tiêu. Nên Hiền phải nghĩ là phải làm cái gì đó khác, chứ làm kiểu này là con không nhớ mặt mẹ luôn. Thì đó, xong rồi Hiền mỗi cái lần mà tại vì khách đặt hẹn mà nên nhiều khi khách cancel đó, cái là ngồi không á, buồn buồn ngồi lướt Facebook, thì vô tình Hiền thấy được cái mẫu quảng cáo về công việc kinh doanh online tại nhà. Thế là Hiền suy nghĩ là tại sao mình không thử làm ở nhà xem sao, tại vì nếu như mà làm được thì vừa ở nhà chăm con vừa kinh doanh ở nhà cũng được đúng không, làm bớt bớt việc lại, ví dụ như thay vì làm hai job thì làm bớt một job thôi, vừa có thêm thu nhập ở nhà nữa thì cũng được. Thế là Hiền liên lạc với chị mentor của Hiền bây giờ, thì lúc đó là chị chia sẻ về cái cơ hội kinh doanh Dạ, đứng hình rồi Hiền ơi. online, và Hiền nhắn tin liền chị. Hiền cảm thấy rất là hào hứng về cái idea mà chị chia sẻ. Hiền nghĩ là tại sao người ta làm được, quá trời người trong cái cộng đồng này làm được, maybe mình cũng phải làm được chứ. Thế là Hiền nhảy vô làm thôi. Nhưng mà giống như Như á, lúc đầu á, lúc mà Như thấy cũng thấy cái app cũng như Hiền, hầu như tất cả khoảng 98% ở trong community của mình á, là biết đến cái cơ hội này qua cái app. Thì tại vì tụi mình làm marketing, digital marketing, cho nên là hầu như mọi người là biết đến cơ hội này qua cái app. Nhưng mà lúc đầu Hiền thấy cái app đó, Hiền có buy in liền 149 đồng để mà tìm hiểu không? Lúc đầu thì Hiền thật ra lúc đầu Hiền có coi một lần, cái xong Hiền nghĩ là Hiền không nghĩ đó là một cái mẫu quảng cáo, Hiền nghĩ là một mẫu video thôi, Đó, như và Hiền vậy. coi một lần xong rồi cái Hiền thấy nó lại xuất hiện lần nữa, và Hiền nghĩ cái chị này chỉ nói về kinh doanh nhưng mà thấy đứng ngay công viên, cái Hiền mới nói là ủa có coi kinh doanh mà đứng ngay công viên, mà chị nói đây là my office. Xong rồi Hiền mới nói
thấy cũng hay hay nhỉ. Cái xong rồi Hiền mới nhắn tin với chị, thì Hiền hỏi hỏi chị và chị kêu Hiền là coi webinar đi, rồi không hiểu gì thì chị trả lời thêm. Mà thật ra thì Hiền cũng không có giống như Hiền làm, Hiền muốn biết liền luôn á, Hiền không có mà gọi là gì ta, gọi là kiểu như là phải suy nghĩ vậy đó, giống như phải tập trung vô webinar này nọ. Thì Hiền cứ hỏi chị ơi cho em thông tin luôn đi, nhưng mà chị nói là nếu như mà em muốn cái business này á, em muốn làm thì em phải hiểu cái webinar, phải hiểu cái trình tự, tại vì nếu như mà em nóng vội em cứ hỏi liền ngay á, thì em sẽ không có biết được cái business này nó work như thế nào, và chị không có thời gian để mà chị trả lời liên tục như vậy cho em. Thì em cứ coi webinar đi. Thế là Hiền coi thì không hiểu, nhưng mà thấy nó cũng hay hay, tại vì Hiền thích những cái người mà chia sẻ ở khúc cuối đó, testimonial đó, những cái người mà được mời tới để chia sẻ, thì Hiền thấy hay, Nghe kiểu câu như không chuyện. biết nó là như thế nào, nhưng mà Hiền thấy nó hay, có vẻ có thể work cho Hiền. Thế là Hiền quyết Có cái định. câu chuyện nào mà nó giống với trường hợp của Hiền không? Thì bữa đó Hiền coi là có một cái chị kia, chị có một đứa con, chị đang ôm đứa con. Em chia sẻ cơ hội mà ôm đứa con, thì chị nói là cái công việc này chị làm ở nhà và có cho chị thêm thu nhập. Thế là Hiền mới nói ồ thấy cũng được đó chứ. Hồi xưa là như như coi thì như gặp chị ngay ngay một chị Việt Nam luôn, là chị Karen Nguyễn á, ngay một chị Việt Nam À luôn, vậy thì hả? chị thấy là ở Việt Nam mình cũng làm trong cái community này nhiều đó, nên là như như tin. Thì bây giờ mình chào chị Hailey, chào chị Lan Anh, hi, thank you for watching, Johnny Nguyễn ơi. Hello, hello mấy chị. Ok, trời, sau đó thì Hiền có mua 149 liền không, hay là Hiền do dự như thế nào, Hiền có nghĩ có nghi ngờ gì không? Thật ra thì Hiền cũng giống như Hiền nói đó, Hiền không có nói không với cái cơ hội. Nên Hiền nghĩ là thôi kệ, 149 đồng có thể lấy lại được mà. Vô đi coi coi có như thế nào. Thì Hiền cũng buy in vô. Hiền cũng hỏi hỏi xong rồi Hiền thấy chị nói là cứ coi thêm đi, rồi vào trong rồi chị sẽ cho em biết thêm nhiều thông tin về cái cộng đồng này và marketing plan. Dạ đúng rồi, cái câu đầu tiên Hiền hỏi chị là cái marketing plan của cái business này là gì vậy chị? Dạ thì Hiền, tại vì Hiền có muốn biết là cái marketing plan như thế nào, tại mỗi business nó có một cái marketing plan khác nhau đúng không, thì nó hiệu quả hay không là nhờ vào cái marketing plan, nên Hiền muốn biết trước tiên là về cái đó. Nhưng mà Thế là chị cũng kêu là vô bên trong đi rồi biết đúng rồi, chị nói em phải vào không? bên trong, tại vì mỗi mỗi một business nó có chiến lược khác nhau mà. Đúng rồi. Rồi, đứng hình Mà nữa em đâu có rồi. thể mà public lại bị đứng À hả? Đúng rồi, tại vì cũng có nhiều bạn hỏi như đó là tại sao không nói hết luôn đi, mà nói có một phần rồi để một phần trong mới biết. Đó là cái chiến lược kinh doanh, thì bất cứ một cái digital marketing nào á, thì không bao giờ họ show hết tất cả ở những cái step đầu tiên, thì đó cũng gọi là một cái sales funnel, có nghĩa là mình chỉ show một cái step đầu tiên thôi, còn muốn biết step thứ hai thì bạn phải vào bên trong, thì để mà có nghĩa là mình lọc ra những người mà test serious với lại cái business này, thì họ sẽ tiếp tục đi vào trong và tìm hiểu thêm. Còn nếu như họ chỉ tò mò cho vui thôi á thì họ ngưng ở đó, thì mình sẽ không cần phải test time với những người mà tò mò cho vui, thì đó là cái chiến lược kinh doanh mà hầu như là bất cứ cái digital business nào họ cũng sẽ như vậy, họ không bao giờ show hết tất cả cho các bạn để mà các bạn bị overwhelm hết, mỗi người chỉ show một step thôi, và muốn tìm hiểu thì sẽ đi tiếp step thứ hai và step thứ ba, đúng không? Rồi vậy sau khi mà Hiền mua trở thành membership, Hiền tìm hiểu 149 đô á, thì vào trong đó Hiền được xem cái gì và Hiền như thế nào, thì Hiền tin tưởng cái business này và Hiền quyết định tham gia. Sau khi mà mua 149 đồng thì Hiền được mời vào cái cộng đồng cái digital business community đúng không, cộng đồng, thì Hiền cảm thấy rất là tò mò, tại vì cũng có rất rất là nhiều người Việt Nam trong đây, và
cái chị mentor của Hiền á, là một cái bài Welcome Hiền. Thì Hiền thấy cái gì mà cả trăm người cùng welcome mình, họ rất là hào hứng, ai cũng rất là kiểu như là happy để thấy Hiền ở trong cái community này. Và Hiền tìm hiểu về những cái bài post, những cái video, những cái câu chuyện của những anh chị ở trong cộng đồng, thì thấy có nhiều người họ họ kiểu như là tiếng Anh họ cũng không có giỏi giống như Hiền. Có nhiều người lớn tuổi hả, 60 mấy 70 tuổi mà vẫn rất là thành công. Và có nhiều người họ nói là họ chỉ có high school degree thôi, nghĩa là không, chỉ có cái bằng cấp của làm bằng cấp 3 thôi. À, không có bằng đại học, không có test survey, không có kinh nghiệm gì 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 hết, nhưng mà họ vẫn làm được. Thì Hiền nghĩ là tại sao người ta làm được mà mình thì mình cũng giống người ta, nhưng mà sao mình không thử đi, đúng không, biết đâu có thể là mình làm được thì sao. Là Hiền cũng hỏi chị mentor của Hiền, chị cũng giúp đỡ, chị cũng tận tình lắm, cũng dễ thương, mà mấy cái chị ở trong cái cộng đồng này rất là dễ thương luôn, không hiểu gì cứ hỏi là trả lời này nọ, tư vấn hay giúp đỡ tận tình luôn. Thế là Hiền cảm thấy Cho hay mình hay gì, đúng rồi, cơ cho mình cơ hội. Với lại tại vì á, nếu mà mình muốn cái cuộc sống mình nó thay đổi á, mà mình không có thử á, không có hội. làm gì khác đi, thì mình cũng không có thể nào mà Thì mọi thứ có nó một đã cái gì đó mới hết, đúng không, thì mình phải làm cái gì đó khác. Và nếu mà mình muốn làm cái, mình muốn có cái gì đó khác thì mình phải làm. Thế là Hiền quyết định Hiền tham gia luôn. Cho nên bây giờ tụi mình mới gặp nhau Đúng rồi. à, sau này à, Như qua Canada thì Hiền đón Như bên Canada. Đúng rồi, thì cũng dự định là hết dịch cũng phải qua Mỹ chơi nè, sẵn thăm Như luôn. Welcome to Texas. Ok, Ok, thank you for your time, for being here. Oh, hi sis, hai my chị Chi. ok, mọi người. Hi Như, ok. Mọi người đang tham gia, mọi người đang chơi từ từ đâu thì để lại comment cho Như, Như biết chứ nha. rồi, cảm ơn Hiền hôm nay đã take time cho Như chia sẻ về câu chuyện của Hiền cho mọi người trên page của Như biết. Thêm về những cái câu chuyện những người mà tham gia thì mình cũng muốn động viên mọi người là mỗi người ở trong cái community này sẽ có những cái background khác nhau, những kinh nghiệm khác nhau, nhưng hầu hết là mọi người là vào đây là cố gắng học hỏi. Tại vì mình có những cái công cụ để mà mình học hỏi thì không thì có nghĩa là đương nhiên là ai cũng sẽ lo lắng là ồ mình không không làm được tại vì mình không có kinh nghiệm, nhưng mà hầu như là 90% trong cái business này thì đa số mọi người đều không có kinh nghiệm như mình hết. và mọi người đều do dự và nghi ngờ giống như nhau cả, nhưng mà mọi người cứ cho mình một cơ hội. Thì bước đầu tiên đều là xem webinar giống như tụi mình đó, xem webinar, sau đó là nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm thì trở thành membership. Thì như Hiền có nói, membership này 149 đô là refundable, có nghĩa là trong vòng 30 ngày nếu như sau khi các bạn tìm hiểu mà các bạn quyết định là it's not for you thì các bạn ask for refund, không có gì để mất cả. Nhưng tụi mình chỉ cần biết được là các bạn take serious với business này và tụi mình mới take time cho những người mà chỉ serious thôi chứ không phải là tò mò cho vui đó. Thì sau đó nếu mà các bạn không, nếu như các bạn không không muốn tham gia thì các bạn ask for refund và đương nhiên là tiền sẽ trở về nhà băng của các bạn trong vòng từ 1 đến 3 ngày mà thôi đó. Cảm ơn Hiền đã take time cho Như lên page của Như. Rồi cảm ơn Hiền và see you another interview with another topic. Ok, bye bye mọi người nha. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Bye. Bye bye.